Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Tôi xin thành kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Xin thưa với quý vị, khi mà chúng ta nghe pháp thì sư xin dặn hỏi chúng mà một số việc, là để chúng ta có được sự tiếp thu một cách tốt nhất từ pháp, thì chúng ta cần có cái sự trân trọng đối với pháp. Trân trọng như thế nào? Ở trong Thanh Tịnh Đạo thì có nói là khi mà chúng ta có sự trân trọng pháp, chúng ta quý nó, thì khi ấy cái tâm của chúng ta mới sẵn sàng đón nhận những cái lời dạy từ pháp. Khi đó tâm của chúng ta mới sẵn sàng hưởng lợi ích từ pháp. Giống như một cái mảnh ruộng mà được cày cuốc kỹ, được cày xới nó kỹ, thì khi mà gieo trồng, khi tưới nước thì nó sẽ cho ra một cái mùa bội thu. Còn khi mà một cái mảnh ruộng mà chúng ta cày bừa một cách sơ sài, thì khi mà chúng ta gieo trồng nó sẽ cho một cái mùa thất bát. Cho nên một trong những cái yếu tố khiến cho chúng ta học pháp và hành pháp đạt được nhiều lợi ích nhất chính là chúng ta cần phải có sự trân trọng đối với pháp. Có như thế nào? Thứ nhất là chúng ta tránh những cái việc làm mà nó quấy rầy một hội chúng nghe pháp. Ví dụ như khi mà chúng ta nghe tiếng kẽn thì chúng ta nên tập trung trước cái vị giảng sư. Không riêng vị sư mà bất kỳ một vị giảng sư, một vị pháp sư nào, khi mà tập trung thì chúng ta nên tập trung sớm và tập trung trước để chúng ta chờ, chứ không nên là để cái vị giảng sư, vị pháp sư đó tới rồi đó chúng ta mới lẹt đẹt từ ở đâu đó mới bắt đầu đi tới, thì cái đó là điều không nên. Một điều nữa là khi đang nghe pháp, trừ khi mình bị bệnh, trừ khi mình bị bệnh thì mới nên mang giày dép, mang vớ, đội nón, đem ô dù, hoặc là cầm nắm gậy gộc ở trên tay. Chính vì lẽ đó đó, ở trong tạng luật là không thuyết pháp đến với người đang mang dép. Như có trường hợp đó, quý vị đến hỏi pháp với sư, sư bảo bỏ dép ra, là như vậy. Bởi vì trong luật là không thuyết pháp đến với người đang mang dép.
không thuyết pháp đến với người đang đội nón mang ô, không thuyết pháp đến với người đang cầm nắm gậy gộc, trừ khi họ đang có bệnh. Ví dụ như mình có tật về chân, mình cần phải vịn cây gậy để đứng vững thì không sao. Hoặc là mình có tật về chân cho nên là mình cái giày của mình á, mình không có cởi ra được thì không sao. Hoặc là mình có bệnh trong người thì mình sợ gió cho nên là mình đội nón, không đội nón thì không được thì không sao. Chứ còn ngoài ra thì chúng ta nên cởi những thứ đó ra để chúng ta có sự trân trọng đối với pháp. Rồi lại nữa đó, trong khi nghe pháp chúng ta nên tập trung nghe pháp, không nên làm việc riêng, và cũng giữ gìn cái oai nghi khi mà chúng ta ngồi nghe pháp. Tức là quý vị có thể ngồi bán già, ngồi chân trong chân ngoài, ngồi thậm chí ngồi kiết già vẫn được, nhưng mà tránh ngồi bó gối. Vì tỷ kheo là bị cấm ngồi bó gối đó. Còn quý vị thì sư khuyên là chúng ta tránh ngồi bó gối, tránh ngồi duỗi chân. Khi mà chúng ta nghe pháp mà chúng ta mỏi thì chúng ta có thể đổi oai nghi, tức là đổi chân, hoặc là ngồi xếp mà để hai chân qua một bên thì vẫn được. Nhớ nha, tránh ngồi bó gối cũng như là tránh ngồi duỗi chân. Bởi vì như vậy á, là nó chưa có trân trọng đối với pháp. Ở trong kinh Tạng, để sư nhớ coi, hình như là ở trong Tăng Chi, trong một lần Đức Thế Tôn thuyết pháp á, thì Ngài Xá Lợi Phất thấy trong hội chúng có 5 người. Một người á thì ngồi ngủ gật, một người á thì cứ lấy cái tay á vẽ vẽ trên đất, khựi khựi ở trên đất, một người á thì cứ nghịch với lại cái cây, cái khúc cây, một cái cành cây á, cứ nghịch cái cành cây đó, một người thì cứ ngó lên trời ngắm trăng ngắm sao, một người á thì chăm chú, có vẻ như là rất chăm chú nghe pháp. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết xong thầy pháp thoại thì Ngài Ananda mới hỏi Đức Thế Tôn là: Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết pháp giọng hay như chim ca lăng tần già, và lời thuyết pháp của Thế Tôn đi vào tâm của người, mà tại sao có người thì ngủ gục, có người thì lo đào đất, có người thì nghịch cành cây, có người thì ngắm trăng ngắm sao, chỉ có người thì tập trung nghe? Thì Đức Thế Tôn mới nói: Này Ananda, pháp không dễ gặp, ông đừng có nghĩ là mình gặp chánh pháp là dễ. Có những người họ đến gặp chánh pháp nhưng mà do tiền nghiệp của họ, nó dẫn đến cái việc là họ không đạt được lợi lạc từ pháp. Ví dụ như cái người mà ngủ gục là do nhiều kiếp, 500 kiếp họ từng sanh làm loài rắn, cho nên kiếp này họ mê ngủ, họ ngồi là họ ngủ gục, thành ra họ không đạt được sự lợi ích khi nghe pháp. Cái người thứ hai là 500 kiếp họ làm con trùng ở dưới đất, cho nên là họ quen đào hang rồi, cho nên họ ngồi họ chỉ tập trung họ đào hang, thành ra họ cũng không đạt được sự lợi ích khi nghe pháp. Cái người thứ ba đó là 500 kiếp làm con khỉ, cho nên là đã quen cái thói là cầm nắm cái cành cây rồi, cho nên là họ cũng không có tập trung để nghe pháp. Cái người thứ tư là 500 kiếp làm thầy bói, cho nên là họ đã quen với lại cái thói quen là nhìn lên trời để xem bói mặt trăng, trăng sao.
cho nên họ cũng không nghe được pháp. Người thứ năm là 500 kiếp làm Bà La Môn chuyên tụng chú, thành ra vị này nghe như là nghe tụng chú thuật, thì cái người này cũng không đạt được sự lợi ích khi nghe pháp. Cho nên khi chúng ta nghe pháp, đầu tiên pháp rất khó để nghe. Chúng ta sanh vào thời này là phải nói phước chúng ta lớn lắm, chúng ta mới có cơ hội nghe pháp. Và khi chúng ta nghe pháp, hãy giữ một thái độ nghiêm túc. Nhờ như vậy chúng ta gieo được duyên lành đối với chánh pháp. Đời này nếu như chúng ta tu hành chưa được chấm dứt khổ đau, thì chúng ta cũng có thể gieo được duyên lành để gặp được chánh pháp ở đời sau kiếp khác. Còn bây giờ mà chúng ta nghe pháp mà chúng ta thiếu đi sự trân trọng, thì rất khó để đời sau kiếp khác chúng ta lại tiếp xúc được với chánh pháp. Hoặc thậm chí chúng ta chỉ tiếp xúc được với những thứ giả tạo chánh pháp, chứ không được chánh pháp. Cho nên cái thái độ khi mà nghe pháp nó rất quan trọng. Sư nhắc nhở để hội chúng lưu ý. Từ khi bắt đầu khóa thiền là sư đã bắt đầu hướng dẫn quý vị đi theo cái lộ trình đã đặt ra. Đầu tiên khi chúng ta vào, những cái phiền não, những cái vấn đề của chúng ta, chúng ta vẫn đem theo vào ở trong thiền viện. Đương nhiên chúng ta tham dự khóa thiền là để chúng ta tìm ra lời giải cho vấn đề của mình. Mỗi người đều có vấn đề, và chúng ta đến đây là để tìm ra lời giải cho vấn đề của mình. Thành ra việc đầu tiên là sư nhắc nhở và sư hướng dẫn quý vị hãy buông, hãy làm sạch nội tâm mình khỏi những lo lắng. Bây giờ chúng ta đã vào đây rồi, giống như là chúng ta buộc phải nhập viện, nằm trên giường hồi sức tích cực ICU. Vào trong đó đó chỉ có 50% là ra viện, 50% là chết. Phòng hồi sức tích cực ấy. Thì vào trong đó rồi, chúng ta lo lắng công ăn việc làm cũng bằng thừa, lo lắng thu nhập cũng bằng thừa, lo lắng chuyện gia đình cũng bằng thừa, lo lắng chuyện tình yêu cũng bằng thừa. Có một vị bác sĩ ở Mỹ chia sẻ là trong một lần vị này trực ICU, tức là phòng hồi sức tích cực, đón nhận một ca là một cô gái. Thì cô này đó nhập viện với cái tình trạng là nhồi máu não, và tiên lượng là cổ sẽ bị, có thể sống nửa đời còn lại trên xe lăn, bị liệt hoàn toàn. Thì cái anh người yêu ảnh tới ảnh gặp được một lần một, sau khi ảnh biết được là cô này nửa đời còn lại sẽ ngồi trên xe lăn là ảnh lặng mất tâm, mất luôn. Chỉ còn lúc bấy giờ chỉ còn mỗi người nhà là người cuối cùng ở lại bên cổ thôi, chứ còn người yêu nghe như vậy là lặng mất, mặc dù trước đó cổ rất là đẹp. Nói như vậy để quý vị thấy là khi mà chúng ta đã vào trong đó rồi là cái gì cũng phải dẹp qua một bên hết. Công ăn, việc làm, tình yêu, đôi lứa, bổn phận, trách nhiệm mình dẹp hết. Bởi vì khi đó đó mình chỉ lo cho cái mạng sống của mình thôi. Ngoài cái mạng sống mình ra mình không lo cái gì nữa hết. Mà thậm chí mình còn cần phải phối hợp với bác sĩ. Quý vị biết là ông bác sĩ chia sẻ là bệnh nhân muốn chữa khỏi bệnh
thì 6 đến 70% là phụ thuộc vào chính họ chứ không phải là phụ thuộc vào bác sĩ. Bởi vì nếu như họ chịu phối hợp với bác sĩ thì mới chữa bệnh được. Còn họ không phối hợp, bác sĩ có giỏi bằng trời cũng thế thôi. Cũng vậy. Quý vị đã vào trong thiền viện này rồi thì cứ coi như 10 ngày này ấy, chúng ta nhập viện. Trong 10 ngày này mình có lo lắng công việc nó cũng vậy thôi. Mình có lo lắng gia đình nó cũng vậy thôi. Mình có lo lắng chuyện tình cảm nó cũng vậy thôi. Như vậy, tại sao chúng ta chưa chịu buông? Cứ buông đi. Ít nhất là tạm thời trong khóa thiền này chúng ta hãy buông đi. Hãy tập. Cái chữ buông không phải là chúng ta nói bằng miệng mà thật sự là chúng ta buông. Những suy nghĩ nó dồn dập, nó ào tới mình thì mình cứ buông hết. Không có sự chống cự tuyệt vời nào bằng việc buông bỏ. Không có sự bảo hộ nào tuyệt vời bằng sự buông bỏ. Như sư nói, trường hợp của nàng Patachara đó, nàng khổ tới như thế, Đức Thế Tôn chỉ nói đơn giản là nàng buông. Hiểu được chuyện là mình buông. Mình không buông là mình sẽ bị điên loạn. Quý vị thấy cái ví dụ ngay trước mắt. Mà cái vấn đề là đôi khi có những người khi họ đã điên rồi họ không biết là họ điên. Mình tỉnh, mình nhìn họ, mình thấy thương, chứ bản thân họ không biết. Chúng ta là những người trên bờ vực. Có đôi khi mình chỉ cần bước thêm một bước nữa là mình cũng điên loạn. Thì tại sao còn chưa chịu buông? Những gánh nặng nó đè lên vai của mình, đè mình tới ngộp thở, thì tại sao còn chưa chịu buông? Ở đây nè, ngay tại đây, trong 10 ngày này quý vị buông, sư hứa không chết đâu. Trái đất vẫn quay. Hãy buông. Khi chúng ta buông được rồi đó, nội tâm của chúng ta mới trở nên nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Và khi nội tâm của chúng ta trở nên dễ sử dụng rồi, chúng ta mới có thể rèn luyện được đó. Giống như chúng ta có một cái cơ thể yếu đuối, dơ bẩn, thì việc đầu tiên chúng ta cần đó chính là tắm rửa sạch sẽ những cái vết máu, những vết mủ, những vết lở loét trên người cần phải được vệ sinh sạch sẽ. Rồi sau đó mới tính đến cái chuyện là chữa bệnh. Có một nghiên cứu ở Mỹ dựa trên 200 người. Họ chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm 100 người. Đây là 200 người đều bị trầm cảm. Thì 100 người á là họ cho dùng thuốc chống trầm cảm, như là bác sĩ xưa giờ vẫn cho những cái trường hợp bệnh nhân bị trầm cảm. 100 người cho uống thuốc chống trầm cảm. 100 người cho thực hành tứ niệm xứ. Và sau khi kết thúc cái sau đó họ mới thống kê lại và họ thấy hiệu quả của việc chữa trị trầm cảm của tứ niệm xứ tương đương với việc dùng thuốc. Nó chỉ khác mỗi một chuyện là thực hành tứ niệm xứ không đem lại tác dụng phụ, mà dùng thuốc thì chắc chắn là có tác dụng phụ. Như sư nói, ở đây là bệnh viện và sư đang nỗ lực chữa trị cho tâm hồn của mỗi người trong số chúng ta.
sư rất cần sự phối hợp. Khi quý vị phối hợp với sư thì khi đó, đó kết quả mới hiệu quả được. Chứ còn việc thực hành tứ niệm xứ nó không giống như thuốc mà thậm chí người ta có thể nhét vào miệng. Sư đi vào thăm bệnh viện tâm thần, những cái anh mà tới cái cơn kích động á, họ la làng, họ dãy đành đạch, họ kích động, bác sĩ y tá chạy tới chích một mũi là họ im re. Nhưng mà tứ niệm xứ không phải như vậy. Sư không thể đè quý vị ra chích một mũi được, mà sư cần sự phối hợp. Đầu tiên hãy tập buông, buông hết tất cả những trách nhiệm, tất cả những phiền não, tất cả những vấn đề, tất cả không cần lý do, buông hết. Và sau khi mà quý vị buông được rồi đó, chúng ta mới chuẩn bị một cái nội tâm thanh tịnh, không còn bị phiền não chi phối. Để chi? Để tiếp tục bước tiếp theo là chúng ta rèn luyện sự tập trung của tâm, rèn luyện sự tập trung của tâm bằng phương pháp theo dõi hơi thở. Sư nhắc nhở quý vị là chúng ta theo dõi hơi thở và đừng cố điều khiển hơi thở. Hãy để hơi thở một cách tự nhiên. Việc thực hành tứ niệm xứ là chúng ta để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, không cần phải cố điều khiển bất kỳ điều gì. Nó chỉ khác mỗi một việc. Ngày thường chúng ta cũng thở, cũng đi đứng nằm ngồi, nhưng chúng ta không để ý. Còn bây giờ chúng ta cũng thở, cũng đi đứng nằm ngồi, nhưng chúng ta biết cái gì nó đang diễn ra. Thế cho nên hãy để hơi thở một cách tự nhiên và quan sát nó một cách tự nhiên. Đương nhiên một số vị vẫn chưa có bỏ được thói quen điều khiển hơi thở, không sao. Thời gian dần chúng ta sẽ thuần thục hơn và chúng ta sẽ quan sát được hơi thở thay vì điều khiển hơi thở. Khi chúng ta điều khiển hơi thở, chúng ta sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi, khó thở, ngộp thở. Do đâu? Do hơi thở của chúng ta không tự nhiên. Cho nên tránh điều khiển hơi thở. Cái thứ hai là tránh sự xúc chạm của hơi thở. Nhiều vị á, đôi khi không nhận ra rằng chúng ta đang theo dõi hơi thở dựa trên sự cảm thọ hơi thở. Tức là chúng ta thay vì theo dõi hơi thở thì chúng ta lại cảm giác hơi thở. Và khi chúng ta cảm giác hơi thở như vậy, nó phóng đại các cảm thọ. Rồi nó hơi thở vào, hơi thở ra, nó sẽ làm cho cơ thể của họ lắc lư. Khi họ tập trung mạnh mẽ hơn, cái định họ bắt đầu mạnh hơn, thì cái sự tác động của hơi thở đến thân họ nó sẽ ngày càng mạnh hơn và họ lắc lư không kiểm soát. Họ sẽ bị lắc lư không kiểm soát. Do đâu? Do tác động của hơi thở. Và nhiều người tưởng là chắc tôi bị nhập, ma nhập, chứ còn tôi đâu có cố ý đâu. Tôi không hề cố ý lắc lư, mà không biết có ai đó, một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển cơ thể tôi lắc lư. Xin thưa, không có một thế lực siêu nhiên nào điều khiển quý vị cả. Không có một con ma hay một cái gì điều khiển cả. Thậm chí đó cũng không phải do nghiệp luôn.
mà do chúng ta quan sát hơi thở bằng cách cảm nhận hơi thở, cảm thọ hơi thở. Thành ra nó làm cho chúng ta phóng đại cái hơi thở ra. Thì khi đó đó, cái gió trong người mình, cái phong đại trong người mình, nó mạnh, nó đẩy cơ thể mình lắc lư. Đơn giản thế thôi. Thành ra khi chúng ta hiểu đúng thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái vấn đề này. Chứ còn ngồi thiền mà sư nói ngồi ở trên thiền đường mà thấy mạnh ai nấy lắc, y như là ông ứng bà nhập vậy thì ai dám hành thiền. Người hành thiền đúng sẽ không gặp vấn đề đó. Khi chúng ta gặp vấn đề đó là chúng ta đang có vấn đề. Việc hành thiền của chúng ta đang có vấn đề. Cái thứ hai là khi chúng ta theo dõi hơi thở bằng các cảm thọ như vậy, nó sẽ phóng đại, làm cho đầu nặng, hoặc là nhức đầu, hoặc là nóng. Cơ thể mình cảm thấy nó nóng, nóng ở trên đầu. Hoặc nếu mà mình quan sát, mình để ý xuống nữa, mình có thể mình thấy là nó nóng ở dưới cái xương cục. Rồi thậm chí có người là ngồi thiền là đổ mồ hôi hột. Cái người không biết đôi khi mình tưởng như vậy là hay. Tại vì bình thường là tôi khỏi đi xong luôn, tôi khỏi đi xong, tôi ngồi hồi là coi như là người đổ mồ hôi. Thực tế là do cái việc hành thiền của chúng ta có vấn đề. Ở Trung Quốc nó có một trường hợp là cái nhà không biết tại sao mà cái nhà nó nóng, nó trở nên nó nóng, nóng kinh khủng. Thì bao nhiêu năm rồi không khắc phục được. Người ta cứ nghĩ là cái này chắc một cái thế lực siêu nhiên nào đó. Tại vì xem là không có mạch nước ngầm, không có mạch nước ngầm, mà cũng không có gì đặc biệt hơn nhà xung quanh, mà không biết tại sao mà ngôi nhà nó trở nên nóng hầm hập. Này chắc ma ám hay sao. Thì khi mà các cái kỹ sư xây dựng đến khảo sát thì mới thấy là do cái đường dây điện ấy, nó bị hở. Rồi nó chạm vào cái phần cốt thép ở trong cái nhà, làm cho cái nhà trở nên dẫn nhiệt và nhà nó nóng lên, do điện nó đốt nóng nhà. Thì rõ ràng là không có một thế lực siêu nhiên nào cả, mà do cái vấn đề mình chưa phát hiện ra. Một số vị hành thiền cũng vậy đấy. Một số vấn đề quý vị gặp phải đôi khi là do hành thiện sai, chứ không có một thế lực siêu nhiên nào mà nó nhập vào mình hết trơn á. Và cũng không có thể hiện ra là mình hành thiện chắc nó chứng cái gì đó. Chưa chắc. Có vị hành thiện á nói với sư là họ thấy phi nhân. Nhưng mà xin thưa, có đôi khi cái đó không phải do định mà có, không phải do nghiệp mà có, mà do ảo tưởng mà có. Khi chúng ta hành thiền một cách thâm sâu, định chúng ta sâu hơn, cái tưởng của chúng ta hoạt động mạnh hơn, các cái vấn đề của chúng ta nếu chưa được giải quyết trước đó nó sẽ thể hiện ra. Nhiều người thực hành sai dẫn đến việc là họ thấy những hình ảnh, họ thấy những âm thanh không có thật, rồi họ bắt đầu họ nói nhảm. Và nếu như họ không chấp nhận thay đổi là họ sẽ bị điên. Có trường hợp họ lên họ trình pháp với vị thiền sư, nói là con hành thiền là con nghe tiếng của chư thiên, là chư thiên xuống là dạy con pháp tu. Vị thiền sư nói là ông hãy bỏ đi, đừng quan tâm tới nó. Vị này không chịu nghe, tại vì cái âm thanh chư thiên nó hay quá, pháp giảng nó vi diệu quá. Vị này tiếp tục, vị này nghe. Vị thiền sư đã cảnh báo đó là ảo giác, hãy bỏ đi.
Vị này không nghe và cuối cùng bẵng đi một thời gian, vị này bị điên, ngồi đâu nói nhảm đó. Cho nên á, cái việc hành thiền hãy cẩn trọng và lắng nghe theo sự hướng dẫn. Cái gì sư kêu bỏ thì nên bỏ, cái gì sư kêu tập trung thì nên tập. Việc hành thiền theo dõi hơi thở cũng vậy, sự theo dõi dựa trên sự xúc chạm của hơi thở. Sư biết là một số vị còn mới, là một những vị còn mới quá, cái định của chúng ta chưa đủ mạnh để chúng ta có thể thấy được hơi thở một cách rõ ràng, không sao hết. Theo thời gian định chúng ta mạnh hơn thì chúng ta có thể theo dõi được một cách dễ dàng. Còn bây giờ á, thì chúng ta tiếp cái phần quán thân, quán thân trên thân. Bởi vì quý vị theo dõi hơi thở thì một số vị sẽ nhận thấy là khi mà tôi ngồi tôi theo dõi hơi thở thì cũng tương đối ổn, nhưng mà khi đi á, thì rất là khó theo dõi hơi thở. Hoặc là trong các sinh hoạt hàng ngày thì rất khó theo dõi hơi thở. Cho nên là chúng ta tiếp lời dạy của Đức Thế Tôn ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ, và lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu khi đang đi biết rõ đang đi, hoặc khi đang đứng biết rõ đang đứng, hoặc khi đang ngồi biết rõ đang ngồi, hoặc khi đang nằm biết rõ đang nằm, hoặc thân của vị ấy được điều khiển thế nào biết rõ như thế ấy. Có nghĩa là sư nói rất là sát theo cái chữ Pali nhé, là khi đang đi biết rõ đang đi. Ở đây là biết rõ paccana tí, biết rõ chứ không phải là tụng, chứ không phải là qua đê tí, không phải là tụng, không phải là nói. Ví dụ như khi chúng ta bước đi, chúng ta không cần tụng ở trong đầu là đang đi 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 đi, không cần. Nhớ dùm, không cần. Cũng không cần niệm ở trên miệng là đang đi, đang đi, đang đi, đang đi, đang đi, đang đi, đang đi. Cũng không cần. Chỉ cần quý vị biết rõ là đang đi. Cái biết đó vốn dĩ không có ngôn ngữ. Cái đầu của chúng ta đó, xưa giờ chúng ta làm cho nó quá rộn ràng bởi những suy nghĩ. Thành ra đó, chúng ta không có quen với cái sự yên lặng của nội tâm. Giống như sư nói bây giờ sư cầm cái ly nước lên thì đương nhiên là mình phải biết là mình cầm lên chứ, để xuống biết biết rõ để xuống, đâu có cần phải niệm, không cần phải tụng ở trong đầu, không cần phải tụng ở trong đầu. Cầm lên là 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 để xuống 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 là để xuống. Nó kỳ cục lắm quý vị biết không? Nó kỳ lắm luôn á. Trong khi đó chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên với sự nhận thức. Khi đang đi chúng ta biết rõ là đang đi. Nhớ nha, biết rõ là đang đi. Thứ nhất là chúng ta không cần phải tụng niệm bất kỳ một câu nào trong đầu, chúng ta chỉ cần biết rõ.
Giống như bà mẹ nhìn đứa con, tự nhiên là bà ấy biết rõ đây là đứa con của mình. Chứ bà mẹ không thể nào nhìn đứa con mà nói này con tôi, cái này con tôi, cái này con tôi, cái này con tôi. Đâu có cần thiết. Mà thậm chí là bà mẹ phải có vấn đề không nhẹ thì mới niệm cái kiểu đó, cái này con tôi, cái này con tôi, cái này con tôi, cái này con tôi. Đúng không? Nhìn là biết nó con mình rồi, việc gì phải niệm như thế, việc gì phải tụng như thế. Cho nên khi chúng ta đi, chúng ta biết rõ là đang đi, biết rõ là đi. Khi đang đứng, chúng ta biết rõ. Khi đang ngồi, chúng ta biết rõ. Khi đang nằm, chúng ta biết rõ. Cơ thể được điều khiển như thế nào, chúng ta biết rõ như thế ấy. Chỉ cần biết rõ, dùng cái trí tuệ của mình, dùng cái niệm để biết rõ cái gì nó đang diễn ra. Biết rõ như thế. Chú tâm quan sát, biết rõ cái gì đang diễn ra một cách tự nhiên. Cho nên quý vị có thể đi, đứng, nằm, ngồi một cách tự nhiên. Chỉ có điều mình cần biết rõ là mình đang như thế nào. Chứ không phải là mình đi, đứng, nằm, ngồi mà mình thả hồn theo mây gió thì không phải. Phải có sự quan sát và nhận thức. Đó là trong bốn oai nghi lớn. Còn trong các oai nghi nhỏ là như thế này. Và lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu là người có tỉnh giác khi đi tới và đi lui, là người có tỉnh giác khi nhìn trước và ngó sau, là người có tỉnh giác khi co tay và duỗi tay, là người có tỉnh giác khi đắp y và mang y và bát, là người có tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, là người có tỉnh giác khi đại tiện và tiểu tiện, là người có tỉnh giác khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức dậy, im lặng. Tức là khi chúng ta làm cái gì, chúng ta đều làm trong sự nhận thức rõ ràng cái gì nó đang diễn ra. Việc thân quán niệm xứ sẽ chia ra làm hai phần. Và sư hướng dẫn quý vị phần đầu tiên là hãy quan sát nó trước. Hãy quan sát nó trước. Nhớ, nhiều đây vẫn chưa đủ, chưa hoàn thiện để gọi là thân quán niệm xứ. Nhưng mà chúng ta thực hành tuần tự. Với người lợi căn á, nói một lần họ hiểu. Nhưng chúng ta nên thực hành theo tuần tự. Bởi nếu chúng ta giỏi thì chúng ta sanh vào thời Phật rồi. Cho nên việc đầu tiên, tất cả các cử động lớn nhỏ của thân này, hãy cử động trong sự biết rõ cái gì đang diễn ra. Co tay biết rõ, quan sát nó. Thậm chí quý vị không cần phải nhìn nó, đúng không? Mình không cần phải nhìn mà mình duỗi tay vẫn biết rõ chứ. Cái tâm mình để ở chỗ cái tay, biết rõ nó đang duỗi, biết rõ. Khi chúng ta cầm nắm một cái gì đó, biết rõ, đưa tay cầm, nhấc lên, để xuống, toàn bộ đều có sự tập trung. Hãy giữ sự tập trung một cách nhẹ nhàng, đừng có cố gồng tâm nha. Chúng ta chỉ đơn giản quan sát thôi, quan sát biết rõ, tập trung quan sát biết rõ từng cử động lớn nhỏ cho đến khi chúng ta ngồi ăn cũng vậy. Khi cầm cái khay lên, tay cầm quan sát biết rõ, nâng khay lên
nhận thức rõ là mình đang làm cái gì. Mở cái nắp ra, trong sự nhận thức múc đồ ăn, trong sự nhận thức múc thêm canh, trong sự nhận thức đi đến bàn, trong sự nhận thức để xuống biết rõ, cầm cái muỗng múc biết rõ, đưa lên miệng biết rõ, há miệng biết rõ, nhai biết rõ, nuốt biết rõ. Toàn bộ các cử động của mình á, đều nhận thức một cách đầy đủ là mình đang làm cái gì. Đương nhiên á, khi mà viết thì đôi khi một vài vị giảng sư phải dùng cái ngôn ngữ, nhưng đôi khi sư cho là chúng ta có hiểu lầm. Hiểu lầm là như vậy nè: múc cái muỗng nè, giờ múc cái muỗng đưa lên thì đưa lên ăn bình thường thôi nha. Tứ niệm xứ là chúng ta đưa muỗng lên ăn, nhai, nếm, nuốt một cách bình thường như bao nhiêu người khác, chẳng qua là chúng ta có sự nhận thức thôi, chứ không có cái chuyện làm cho thiệt chậm. Mà sư nói sư không biết là nó như thế nào, nhìn nó kỳ quá. Dơ nè, 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 há nè, há nè, há nè, há nè, há nè, há nè, nhai nè, nhai nè, nhai nè, nhai nè, nhai, nuốt, 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 nuốt. Nó kỳ lắm, sư nói thiệt luôn á. Sư e là chúng ta có sự hiểu lầm đối với sự hướng dẫn gốc á. Có thể thông qua một vài cái ngôn ngữ dịch từ tiếng này qua tiếng kia chúng ta bị hiểu lầm á. Chứ không lý nào hồi xưa chưa tăng thờ Đức Phật mà sinh hoạt một cách kỳ khâu như vậy được hết trơn á. Các ngài vẫn ăn, mà ăn trong chánh niệm, lấy tay nè bóc đồ ăn, há miệng, nhai, nuốt. Đức Thế Tôn giải thích rất rõ nè: vị tỳ kheo là người có tỉnh thức khi ăn uống nhai nếm, như đó đủ rồi. Tức là mình làm cái gì mình đều làm trong sự nhận thức một cách rõ ràng, từ việc co tay, duỗi tay, bưng bê, lấy đồ, múc đồ ăn lên, bỏ vào miệng, nhai, nuốt. Và nhớ, quan sát cái gì nó nổi bật nhất. Thành ra chúng ta tránh vừa làm cái này mà vừa làm cái kia. Thí dụ như vừa ăn mà vừa lướt điện thoại thì cái tâm của chúng ta, cái trí của mình nó bị chia nhỏ ra, mất tập trung. Ngay cả bác sĩ cũng khuyên là không nên vừa ăn vừa làm chuyện khác. Cho nên làm cái gì tập trung cái đó, hãy làm đi quý vị. Nó lạ lắm, an lạc lắm. Ngay cả khi đi cũng vậy, bước chân của mình từng cái nhấc chân lên, bước chân tới, đạp chân xuống, toàn bộ quá trình đó chúng ta làm trong sự nhận thức rõ. Nhớ giùm sư, không cần phải niệm bất kỳ cái gì trong đầu, bởi vì sự nhận thức là không cần ngôn ngữ. Chân đế không cần ngôn ngữ, chỉ có khái niệm tục đế chúng ta mới phải định đặt ra ngôn ngữ thôi. Còn cái chân đế vốn dĩ nó không có ngôn ngữ. Từ khi nhấc chân lên, bước chân tới, đặt chân xuống, toàn bộ quá trình đều trong sự nhận thức rõ ràng cái gì đang diễn ra. Chân nào nhấc lên thì biết rõ chân đó, chân nào bước đi thì biết rõ chân đó. Cho nên quý vị hành thiền với sư không cần phải niệm trái bước, phải bước, trái bước, phải bước, không cần. Không cần tụng như thế, mình vẫn biết rõ là cái chân nào. Không lẽ bây giờ mình nhấc chân trái lên thì mình phải niệm nhấc chân trái lên thì mình mới nhấc được chân trái lên? Không cần. Biết rõ, quan sát nó, biết rõ từng cử động.
Chư tỳ kheo thời Phật Sư Tinh là các ngài cũng đi đứng một cách bình thường, chứ không lý nào các ngài đi cái kiểu nhất là bước, nhất là nhất, nhất nhất là nhất là bước, bước là bước, bước là đạp, là đạp, đạp, đạp. Rồi chừng nào đi tới nơi, nói thiệt là đi đi như vậy rồi chừng nào tới nơi. Đi khất thực có khi là đi cả mấy cây số, mà đi chậm như vậy là đi chừng nào tới nơi. Trong khi đó tạng luật á, trong tạng luật vị tỷ kheo đi đứng một cách bình thường, không đi quá chậm cũng không đi quá nhanh. Đi quá chậm là cái kiểu sư vừa nói đó, nhấc chân lên bước cho thiệt chậm là đi như vậy là đi quá chậm, trong luật cấm. Và đi quá nhanh là vì tỷ kheo bước vội, đi một cách vội vã thì trong luật cũng cấm. Vì tỷ kheo hãy đi một cách bình thường. Đó là điều học mà một vị tỷ kheo phải học khi mà ôm bát đi khất thực. Thì quý vị khi đi cũng vậy, hãy đi một cách bình thường. Sư đã nói với quý vị ngay từ cái ngày đầu tiên, hãy bước đi một cách bình thường. Mình đi á, nó cứ lung la lung lay thì cũng không sao. Coi chừng mình đi mà nó lung lay á, là do mình đi quá chậm. Đôi khi mình đi chậm quá đó, bước chân mình không vững, cứ đi như bình thường. Sư hỏi là khi quý vị đi từ đây về tới cốc thì mình đi như thế nào, hoặc là bây giờ mình đi vào trong toilet thì mình đi như thế nào. Cho nên chúng ta không cần cố ý thay đổi tướng đi, hãy sinh hoạt một cách bình thường, hãy đi một cách bình thường. Nó chỉ khác một điểm là trong tất cả mọi sinh hoạt lớn nhỏ chúng ta đều có sự nhận thức, biết rõ đang làm cái gì. Từ cái chuyện co tay, duỗi tay, cho đến cái chuyện bưng bê cầm nắm, cho đến cái chuyện mặc áo, mặc quần, cho đến cái chuyện đi vệ sinh. Như ở trong đây nói, ngay cả việc tiêu tiểu vẫn giữ gìn chánh niệm, biết cái gì nó đang diễn ra. Ở đây không có cái gì là mình gọi là ngại dơ bẩn cả, bởi vì đồ của mình mà. Mình tu trong tất cả các oai nghi, trong tất cả mọi nơi mọi lúc. Khi chúng ta tắm rửa cũng vậy, vẫn tiếp tục quan sát cái gì đang diễn ra. Giơ tay lên, đặt tay xuống, cầm cục xà bông và mở vòi nước đều biết hết. Ngày hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, quý vị hãy thực hành, hãy tập. Và sư nhắc lại một lần nữa, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Và chúng ta không cần phải tụng niệm bất kỳ điều gì trong đầu, chỉ giữ sự quan sát biết rõ. Đừng để tâm của mình rộn ràng, nó đã rộn ràng nhiều lắm rồi. Trong khi chúng ta đang quan sát, nếu như có hình ảnh nào xuất hiện trong đầu thì buồn. Có âm thanh nào xuất hiện trong đầu thì buồn. Cái cô ngoài kia cổ nói thì buồn. Đơn giản vậy thôi. Tại sao mình phiền? Mình thương người ta không thương thôi, chứ mắc gì mình phiền. Thì đơn giản mình chỉ buồn là xong chuyện. Còn khi chúng ta ngồi một chỗ thì cái gì đang chuyển động? Hơi thở. Cho nên
Khi chúng ta ngồi yên một chỗ thì chúng ta theo dõi hơi thở như cũ ha. Thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Với những vị vẫn còn bối rối với hơi thở thì quý vị có thể đi thiền nhiều hơn. Nếu như quý vị đi thiền mà cảm thấy thoải mái thì cứ đi thiền. Chỉ là mỗi bước chân đều có sự nhận thức. Cho nên sư nói đó, quý vị hành thiền hoàn toàn có thể uống nước. Mở nước ra uống, uống bình thường chẳng qua là uống trong sự nhận thức biết rõ. Và uống nhiều thì cứ đi vệ sinh bình thường. Nhưng mà khi đi từ đường đi tới nhà vệ sinh, chúng ta bước đi trong sự nhận thức, giải quyết trong sự nhận thức. Cho đến khi chúng ta cầm cây chổi, chúng ta quét nhà, chúng ta quét sân, chúng ta nhặt rác, đều làm trong sự nhận thức. Thời buổi đầu quý vị có thể làm nó chậm hơn một chút để cho tâm của chúng ta kịp ghi nhận. Chứ đôi khi chúng ta làm nhanh quá thì tâm của chúng ta không kịp ghi nhận, mà chỉ chậm hơn một chút thôi. Chứ chậm quá thì nó hơi kỳ. Sư gặp một vài trường hợp ăn cơm mà ăn tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ là sư chịu thua. Coi như ăn tới đâu là nó tiêu luôn tới đó đó. Nó quá chậm. Hãy ăn bình thường, hãy sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên do niệm và định của chúng ta còn yếu nên chậm hơn một chút. Nhớ một chút thôi. Và quý vị hãy thực hành trong chánh niệm. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện đẩy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.